Hello, xin chào người. Mình là Thất Cô Tê. Thì hôm nay mình sẽ review. Thì lý do mọi người kêu là bảo các bạn nào comment bên cái video mà video shop á, dọn như là không phải tại anh đi. Đó, video đó thì mọi người mình đeo cái hình ảnh mà cái hình tòa nhà giống đây không? Thì cái người bạn nào kêu là sao chép là hero rồi nhá, cái này là tự trưng là nhà mình đó, sai hơi giống giống như hai nhà của hàng dừa đẹp là hợp màu của mình nữa. Mình nay mình lấy copy cái nhà đây đây chứ không có gì hết cháu nhá. Đó, ok thì cái nhà này mình cũng sai được mới là được lâu lắm rồi. Cái mát này thì mình sai khoảng là 3 năm, 3 năm nay thôi, 3 năm được hơn 10, 3 năm rồi, 4 năm rồi người nhá. Đó, 4 năm gì rồi. Thì năm này thì năm ngúa thì mình cũng sai sơ sơ. Biết năm nay thì mình cũng sai thôi chứ, đang trường biết năm nay thì mình cũng sai. Mình sai mà chưa hết. Chưa suy nghĩ làm gì hết. Có thì mình vừa review cho mọi người xem nha. Thì cái mắt của mình là Nobitim team thay được cũng được 3 năm nay rồi, cũng không có gì hết đó nghe chưa mọi người. Đây là cái phòng mà phòng gì ta, phòng phòng đồ ăn thì hồi sớm mình quay video mà bị lỗi á, thì quay chung với bạn kia thì cái video kia bị lỗi mình không quay được, thì từ mình quay lại cho mọi người xem review cái mask Nobitim team thì nước thôi nhá mọi người. Ui lỡ đập cái gì rồi, nước đó. Quay review cho mọi người xem đó, có chờ review cho mọi người lại, mình review lại mọi người nhá. Chứ chứ mọi người hộ hộ á, người hỏi cái này là xài bằng đá. Đó, đây là số nước hồi xưa là cái hồi xưa là God Team, chắc mọi người chắc mới chơi cũng hơi lào biết God Team không, chắc cũng biết chứ không biết mà có ít đứa ít biết là cái đây là God Team. Là hồi xưa mình copy cái giọt nước, hai giọt nước đẹp mình copy này đó để tự trưng cho Nobi Team đấy. Cho review cho nhanh rồi nhá, do mình hơi nuối nuối nhiều mà nuối hơi nhiều mà cái lưỡi dọn như cái lưỡi mình không có nước luôn á. Nuối không ra lời lời nuối không lo nuối khó nuối. Đây là công vui công đây là thư viện lại nhà tre này rồi nhá. Đó, có được xây nhà tre đó. Đây là cái vườn lúa của mình nha. Đây là công viên làm vườn đấy. Đây là quách trường đồ nhá. 200 đi có cái đường này. Mình để cái ID của mình dưới phần mô tả, mọi người ấn vào cái ba gạch ngang á, hoặc điện thoại có ba gạch ngang có mọi người dưới phần mô tả nha, phải phần comment nha, comment mô tả là khác mọi người nha. Biết video này mình review thì review vậy, mưa thì quay lại mưa hỏi đây do
Wi-Fi máy tính không được, máy tính không có app gì để mình wi-Fi hack. Cái này mình sai wi-Fi điện thoại rồi nha, không tắm nha. Người thì mình sinh năm nay mình được 19 tuổi nha mọi người. Đó là cây bạn anh thì bạn các bạn fan thì ủng hộ cây cho mình á. Thì video tới đây thì mình review tới đây thôi. Thì review trước cũng nhiều mà mọi người muốn review từ thân á, mọi người ấn vô xem đây thì ở đây dưới phần mô tả để cho phần mô tả cho mọi người xem á, thì mọi người ấn ở đây đó thì mọi người sao chép nhá. Mọi người nhá. ID của mình là 41206, để cái phần mô tả đi nha. Nha. Bây giờ mình review thôi, review cái mắt mình thôi. Hồi xưa là mình giới thiệu về cái mắt của mình á, mắt Novitim của mình á. Nó cũng ít đứa tệ lắm. Nha mọi người nhá, ít đứa tệ lắm. Nên đi thì cũng lâu lắm rồi thì qua lại Novitim nhá. Vừa đeo dài rồi. Nó tặng cái người nhá. Thì nói cũng hay nhiều. Nói giới thiệu cho mọi người cho biết thôi chứ để cho mọi người không làm phiền mình nhá. Ok nhá. Thì video tới đây thôi chứ để cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh Thắc Cu Tè nhé. Bye bye mọi người. Mọi người yêu mọi người nhé. Bye bye các bạn fan nha. Mình được 19 tuổi nha. Mình 19 tuổi thật nha. Bạn này nhỏ tuổi, lớn tuổi này nè. Trời ơi. Thôi bye nhé. Bye nha. Bye nha mọi người nha.